Trời đất ơi, mấy đứa ai quăng cái ghế để đây vậy? Người khách người ta tới rồi sao? Trời ơi, gần xong mà nhìn cái trái tim đi kìa, nó chui xuống dưới đất vậy rồi sao? Mẹ nhân mới được. Còn con bé này thôi chưa? Trời ơi, bao lâu mới đám cưới lần á bà? Cái bụng của bự như giờ mà con nhanh 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 nhanh. Sáng rồi đang giảm với cái kẹt đó. Trời ơi, đi đi đi. Chạy xuống tổng lắm trời. Trời ơi, đang ăn heo thì ăn kia, anh kia tập bạ. Đang trưởng tổng đi trước đây. Trời ơi, sao mà đúng thứ chuyện trên đời. Bữa nay là đám cưới của tôi. Một mình tôi rối được rồi, mấy bà đừng rối được không? Ngày hôm nay rất là quan trọng, là ngày nhà trai qua đây đón tôi về bên đó. Cho nên mình không được để bất cứ một chuyện gì sơ sẩy xảy ra nha không? Rồi, ồn tiếp đi. Trời ơi, tôi mất cái đàn tử rồi. Trai bị đàn trâu vậy? Trời ơi, trai nè, bây giờ anh hứa tôi. Thôi hả? Mấy đứa không có tỉnh. Thôi nhìn đi. Tôm lên. Giờ lành ở điểm, xin mời nhà trai. Trước tiên xin nói một lời, tôi là trưởng tộc được mời tới nha. Trăm năm trong cõi người ta, hôm nay vui quá tôi muốn hát ối là la cha cha. Nào ta cùng hát. Sa la 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 la. Thưa quý vị, hôm qua tụi nó mới chung đường, hôm nay tụi nó sắp chung giường với nhau. Bây giờ biết phải làm sao, sẽ là nghi thức trao quả. Chơi vui. Quen quá ha. Trời ơi. Vô đây em ơi. Mình đó mà ở đây là chốn lễ đường chứ không phải cái vũ trường mỗi đứa một câu. Trời ơi, nè, ở đây toàn người lớn không đứa nào. Đó, là vế bên kia kìa. Ý là mấy đứa này nè, ồn ào náo nhiệt quá. Ồn gì đâu, nó nghe nè, trời ơi, đi ám cứ mà làm như lại gặp cô giám thị á. Bé này, tên gì, ghi sổ đồ bài. Béo đỏ nè. Bé Tư, chị chú rể. Tại sao cậy giám thị? Ê, đi ăn cưới đâu phải đi học đâu mày. Thôi, nể anh đi, anh bút mày đó. Anh bút bà, không bút em. Trời đất, thật chị mày. Trả tiền. Dạ, ok chị. Gặp là nữ sinh ở giờ bắt là hả? Gì? Được rồi, thôi, bình tĩnh nha. Sao cọc? Ai làm gì quạo? Bệnh tim sao mới nhà? Nói gì vậy? Ai bệnh tim? Chị, ai quạo? Môi chị rất là thâm, đang có dấu hiệu bệnh tim. Môi thâm là tại vì trong người tôi nó có độc tố, nó bài tiết ra, được chưa? À, có nghĩa này là độc, gọi là độc... Độc cơ địa. Độc cơ địa. Tôi nói bà này hoài à, bớt làm lố lố lại ra ngoài người ta nói, tôi kêu làm nhẹ nhàng thôi. Nay là lợt nhất rồi đó, tôi đánh có miếng kem chống nắng hà, bớt nhằn tôi lợi. Không cãi nữa, bị ấy quá rồi. Nha, tập trung nha, ngày hôm nay là gọi là chuyên nghiệp, cũng giờ chỉnh chu, tôn nghiêm nhất có thể, nha. Đàn trai ơi! Ơi! Đàn gái ơi! Ơi! Đàn giữa ơi! Vậy? Nghĩa kêu đàn giữa. Đây toàn đàn anh, đàn chị không, tôi nghĩ kêu đàn giữa. Không phối hợp. Cái gì đâu phối hợp, đây đàn anh đàn chị không mà đó mà ơi cái gì. Mà kêu đàn giữa mắc gì anh lên tiếng vậy? Tự nhiên tôi ngồi chính giữa nè, nghe cũng phải nhột chứ. Thấy cái dấu hiệu bị vùi dập, sống sau nó xô sống trước thôi. Ui chà. Cái gì vậy bà? Sống nó xô tôi. Thôi thấy chưa, ông nói một hồi là người ta xô ông ra ngoài chỗ này luôn á. Thôi không làm mất thời gian nữa. Giờ lành đã điểm rồi. Thưa quý vị, làm chim thì phải có lông. Trời ơi, cái ghê vậy? Chưa. Bậy bạ. Cái văn gì mà vô kỳ vậy? Làm người nè. Làm người phải có vợ chồng mới vui. Ông bà ta có câu, yêu nhau là phải cưới liền, không cần phán xét đứa nào hiền, đứa nào ngu. Ê, người ngu mắc gì nhìn tôi?
Ý anh nói tôi ngu đúng không? Trời ơi, bà chị môi tím ơi. Ai nói bà đâu, bà nhạy cảm quá. Ông nói là nói chung chung vậy thôi. Thôi ông anh nó nghe nè, đừng dòm bà nữa. Nhắm mắt lại đi, đừng dòm ai hết trơn, trọ cho nó an toàn. Ăn cũng đâu có nhiều mà làm cực quá, đang lại oxy mở mắt giờ bắt nhắm không có biết tâm lý nào mà làm luôn á. Thôi vậy thôi, tôi hỗ trợ tâm lý cho nhắm mắt nha. Đây. Rồi mời nói. Sau này dù có đuôi mù, con gì? Tim vẫn giữ sắc son một lòng. Thôi thấy ghê quá, thấy ghê quá. Tôi nhìn cái đứng trước bàn thờ gia tiên, còn nhắm mắt xu tai, còn đọc này đọc kia, nó khùng, nó điên sợ quá. Vậy bây giờ nhắm hay mở? Thôi, đừng mở mắt, mà cũng đừng nhắm mắt. Mắt nhắm mắt mở đi. Ăn nó nhiêu tiền đó mà cực quá. Mắt nhắm mở, 2, 3. Thôi, không được. Kính thưa quý vị các bạn. Trời đất ơi, tự nhiên làm trưởng tàu, tự nhiên mắt nhắm mắt mở. Được. Giờ nó không có uy tín. Làm nó bị đuôi chột. Thôi giờ gì nè, mở mắt ra mà đừng nhìn ai hết trơn, nó đỡ mất lòng. Nhìn lên trời đi. Mở mắt ra mà nhìn lên trời. 2, 3. Trời ơi, hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để giờ đây tôi về làm trưởng tộc. Khoan, nó nghe nè. Trời ơi, sao tự nhiên trợn ngược lên giống căng trối quá không? Nhìn thấy ghê quá. Thôi để bình thường đi cậu. Thôi. Trời ơi, lọt chồng té nổ bây giờ. Thôi ngưng đi, khỏi cưới đi. Chưa gì mà thấy điều hiu như vậy rồi. Thế nào hai đứa nó cưới nhau về cũng sẽ đối trận trắng như cái ông này thôi. Trời ơi. Xui xẻo à. Vậy nhưng mà làm tiếp đi anh. Thưa quý vị, miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh hết rồi, áo tím áo xanh, từ nay em đã có anh làm chồng. Hôm qua hai đứa mới chung đường, hôm nay hai đứa sắp lên phường với nhau. Đợi gì vậy? Trời đất ơi, tôi nghe cái thời tiên kêu hai đứa lên phường làm gì trên đó. Ăn cuối tầm nói chuyện xui xẻo cơ mà. Tôi nói rồi, không cưới hỏi gì hết, làm như là có ơn trên là điểm vô cái miệng ổng á. Thế nào tụi nó cưới nhau về là cũng sẽ rơi vô vòng lao lý thôi. Trời ơi, chị ơi, tụi em lao lý đó chị. Ai rước bà vô vậy hả? Không có bà này làm cưới được rồi đó. Chán á. Thôi, đừng có cãi nữa. Bây giờ coi là tới cái giờ rước dâu chưa nè. Dạ rồi. Trễ giờ lành một cái mới đúng thiệt là rước quà đó. Dạ rồi. Thưa quý vị, lên phường là để kết hôn. Kết hôn là để hôn. Hôn gì? Hôn nhân. Dựng bên. Cảm ơn chị. Trời ơi, hay quá vậy. Dạ thưa bà con hay họ, chú rể đã có đây rồi. Bây giờ tôi muốn cho đời cô dâu. Không phải cô dâu. Trời ơi, chém đầu. Trời ơi, cái gì vậy? Sao tự nhiên chém đầu người ta? Cái gì? Hả? Bắt đầu. Đúng rồi, em ra em kéo màn cho cô dâu. Đồ gì như nữ thần tự lo vậy trời. Xin ơi, xin mời cô dâu. Wow. Ủa mình hả? Sao chưa đám cưới mà nó có con, nó bồng luôn kìa. Bồng con trên tay rồi. Chưa cưới mà sao có đẻ con rồi. Như vậy là cô dâu chú rể sánh đôi, ăn cơm trước kẻn, bôi dôi họ hàng. Trời ơi, bôi dôi cái gì? Bôi dôi cái gì? Bầu, đẻ. Đẻ hồi nào? Chứ này là gì? Cái này bó hoa. Hoa. Trời ơi. Bông huệ. Bông huệ, huệ là bầu, bầu là huệ. Nghe, tôi vô. Ông này ăn nói hàm hồ, nói thêm một tiếng là cái bô lên đầu. Thôi mà, vô đây đám cưới lần đầu, chứ 2-3 lần nữa từ từ sẽ quen. Trời ơi. Mà mày, một lần cưới đủ rồi nghe, sao ông chủ ém thêm 2-3 lần? Thì hôm nay là đám cưới rần rần nè, biết đâu vài bữa nữa là đến phần ly hôn. Này nghe, cái miệng chú ngục chú ôn, nói thêm tiếng nữa là tôi chôn ông liền. Tôi đây còn không có hiền, chôn tôi một cái, tôi kéo liền hai đứa bay. Trời ơi. Bay đâu đưa vợ cái dao phơi, bỏ đây xả ổng thành hai đứt lìa. Ông này không những đứt lìa, phải thêm ngũ mã đứt lìa vánh thai. Trời ơi. Thôi xin hãy dừng tay, đây là đám cưới không phải cái chợ, mọi người đừng có gây lộn như vậy. Mọi người ơi. Có cái gì vậy trời, người ta đang gây lộn bằng thơ lục bát hay quá. Chỗ mỏ dùng chi sọc dừa vẫn biết nè. Vậy là ta nói nhỏ mà học lớn anh chị này à. Em đâu có muốn làm thơ lục bát đâu, em muốn giảng quà, đừng gây lộn nữa, giảng quà đi. Chị là giảng gì chằng thì có đó. Thôi ngưng đi, khỏi cưới hỏi gì hết trơn á. Cái đám cưới người ta mà bà đòi không cho tới cưới vậy. Chị tôi nói thiệt, chị tôi nể chị là chị hai của cô dâu chứ không, tôi lấy cái bình này tôi tán đầu chị cho chị tỉnh hồn. Trời ơi, trời sáng nghĩ sao vậy chị? Chị nghĩ sao mà chị rần rần quá đủ rồi. Dạ, bình tĩnh. Làm lễ tiếp nha. Dạ, lễ tiếp đi, tiếp đi. Nhìn vào dâu rể du quy, nói lên bốn chữ, chữ gì vậy ta? Dạ, ác giả ác báo. Tẹt tẹt. Nước chảy đá mòn. Tẹt tẹt. Chậm đâu cháu phụng. Tẹt tẹt.
trò đùa tảo quá. Gì vậy? Tẹt tẹt. Ngậm cười chín suối. Điên hả sao? Nói gì vậy? Ngưng đi khỏi coi. Trời ơi thôi đi chị ơi, ngưng hoài. Sai hết. Ở đây không có trí tệ, không ai hiểu gì tôi cả. Cái là cái gì? Nói lên bốn chữ là quả báo nhận tiền. Chưa nghe giải thích, chưa bị nôn quá. Nghe giải thích nè. Quả đây có nghĩa là gì? Quả ngọt. Ăn quả với cây trong cây. Báo, báo nghĩa là gì? Báo hiếu. Báo hiếu cha mẹ. Nhãn, nhãn là gì? Thiên lý nhãn. Tuyệt cà la bờ. Là ở trên trời đó có thiên lý nhãn chiếu xuống cái. Tiền, tiền là gì? Tiền tài. Đúng rồi. Tiền tài có nghĩa là sao? Cặp này yêu nhau, động lòng trời. Trên trời có thiên lý nhãn chiếu xuống ban lộc ban phước cho hai đứa. Nghe không? Cuối cùng hai đứa có gì? Có tiền. Tiền, tài, danh, vọng, vàng, dòng, craftsman. Đó. Tự nhiên thấy mối tình của mình nó có căng dễ sợ luôn vậy đó. Cái câu châm biếm của người ta mà vô cái mồm của anh thành câu chúc phúc hay thiệt chứ. Thôi tôi cũng chúc anh là quả báo nhãn tiền nha. Cảm ơn chị. Tôi cũng xin mạn phép chúc chị một câu. Câu gì? Cây độc không trái, gái độc là không vui là chị đó. Anh nói ai không vui? Nãy giờ tôi chưa thấy chị vui luôn đó. Tôi vui không... trong lòng. Rừng mắt gì vui trong lòng, giấu vui làm gì, banh cái vui ra. Đúng rồi. Thôi, được rồi, được rồi. Dạ thưa mọi người, xin mời cô dâu chú rể phát biểu ạ. Lên đó đầu tiên cho chú rể Văn Út. Cô dâu Kiều Thơ xin gửi lời chào và là chúc sức khỏe đến cho tất cả quý họ hàng và mọi người đã có mặt trong ngày hôm nay. Tiếp đi. Hết. Sao nó tục ngủng nha. Mới có lời nói đầu tiên à, còn lời nói thứ hai, thứ ba đâu? Lời thứ hai là hết đó. Ủa, đang tục mút hả? Làm cô dâu nhiều lần không muốn nói chuyện nữa đúng không? Đâu có. Người ta làm có một lần đầu tiên đó. Mới làm lần đầu rung không phát biểu được. Dạ không biết nói gì đúng không? Không biết nói gì nữa, không biết nói gì nữa. Coi như hai đứa tự kỷ đi. Ok. Dạ thưa quý vị và các bạn, ở trên cộng đồng mạng có một câu hát rất là hay. Về đi con, về với mẹ cha. Trời ơi. Về với quê ta, xưa cả quê mùi mình. Cộng đồng mạng hát hay là ông hát? Không, ý là cái câu về cha mẹ. Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con mà nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày. Sao ý vậy? ý là vậy đó. Hey, cha mẹ mong con thành gia lập tất, ai ngờ cha mẹ cúng thất hết rồi. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên đám cưới mà nói chuyện gì vậy trời? Ê, bữa nay là vu quy chứ phải vu lan báo hiếu đâu mà cứ lôi cha mẹ vô hoài vậy. Giờ cha mẹ đi bắn muối rồi nói gì vậy? Đại diện cũng đúng rồi. Mời đại diện, cho dạ. Hai gia đình nói đi. Dạ con mời dì Chu. Là chị hai đó. Dạ. Hai phát biểu đàng hoàng cho có uy tín nha chị hai. Kính thưa cô bác bà con. Đồ nghe đàng hoàng vậy sao? Hôm nay là đám cưới của cậu Út nó. Tôi là chị hai. Tôi rất mừng khi thấy em tôi đã trưởng thành và lập gia đình. Chị chúc cho hai em được hạnh phúc. Dạ. Tôi không có gì nhiều, chỉ có mảnh vườn trồng bông và cây trái. Từ hôm nay á, tôi cho hai đứa nó. Vô rồi, vô một khúc rồi. Dạ, kính thưa quan viên hai họ, tôi là đại diện bên nhà gái. Thì hôm nay là ngày vui của hai em. Gia đình tôi thì không có gì ngoài vàng hết, cho nên là hôm nay tôi sẽ tặng hai em vàng. Hay quá. Cái thùng vàng của gia đình mình đâu ông? Ủa, vàng luôn kìa, vàng thiệt á. Anh hai ơi, quá. Anh ơi, anh lấy lộn cái thùng sửa xe ở nhà rồi. Phải bỏ vô đây thì mới không bị giật. Cái chiêu của nhà em. Trời ơi, vàng thiệt mọi người ơi. Đồ thiệt đó, cái này đồ thiệt đó. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh chị hai. Vỗ tay. Hay quá. Quá trời. Còn ai không ạ? Tới vợ chồng tôi nha. Chị hai đã cho đất rồi, còn anh chị bên đây cũng cho vàng. Vợ chồng tôi là Việt Kiều Mỹ mà, cho nên là chỉ có tiền đô thôi nha. Ôi, đô la. Ngày hôm nay là đám cưới của hai em. Tụi tôi là anh chị Sáu của thằng Út. Ủa mà chị Sáu ơi, chị đi diễn ngày xưa hả? Đâu có đi đám cưới đó chứ. Chị ăn đám cưới tại gia, cho nên là chị ăn mặc theo phong cách hoàng gia. Thưa tất cả mọi người, ngày hôm nay chúng tôi xin tặng quà cho hai em bằng hai thứ tiếng. Tôi xin phát biểu là tiếng mẹ đẻ trước.
Út là một cậu em rất là tuyệt vời. Chúng tôi là ở nước ngoài lâu năm rồi, Út thường xuyên qua thăm viếng nhà của chúng tôi. Tấm lòng của Út chúng tôi luôn ghi nhận. Và ngày hôm nay chúng tôi về đây rồi sẵn thăm bà con, rồi nhân vào cái dịp mà đám cưới của Út, cho nên chúng tôi buộc lòng phải tặng quà cho Út. Ai bắt buộc lòng sao mà em chia thì bị động hoài vậy? Mở lòng mở. Chúng tôi mở lòng ra tặng quà cho Út, đó là đô la. Tờ 2 đô Mỹ may mắn. Chúng tôi tìm được cái số series nó quá đẹp, nên chúng tôi dành tặng cho hai em, mong hai em là may mắn suốt cuộc đời. À, số đẹp là được, số đẹp. 06 686. Lộc Phát. 68 là Lộc Phát. 4953. Trời ơi, sao cái số vậy, nghe nó có hương có điềm dữ vậy chị? Em ơi, là 49 bước qua, 53 bước lại là đi luôn đó em. Đâu có đi, bước lại là ở lại rồi, đâu có đi nữa. Cái số này là số phong thủy, số đẹp bên Tây đó. Nè, gửi tặng cho hai em. Cảm ơn anh chị Sáu rất nhiều à. Dạ bây giờ tôi xin phát biểu bằng tiếng Anh. Lady and gentlemen. Hay quá. Today my husband and me will get married married up $2 with the beautiful sari. Thank you. Tuyệt vời. Nói lộn lộn á. Ủa, sao anh chị Tư khóc vậy? Anh khóc hay anh tay biến vậy? Khóc đó chị. Khóc á. Dạ, tại vì thấy là anh em trong nhà mà ai cũng có của để mà cho cái vàng đeo mà đỏ người vậy chứ trong ruột không có gì. Đông góp dữ lắm có mình ha. Ôi ngày vui của hai đứa. Thì anh chị cũng có một chút tiền để coi như là làm của hồi môn. Anh chị tặng cho hai vợ chồng em là 2 tỷ. Trời ơi, trời ơi, không tin luôn á chị hai. 2 tỷ chứ có bao nhiêu đâu mà sồng sồng. Ôi, anh gửi hai đứa nha. Ủa? Vé số mà hả? Rồi vé số. Trời đất ơi. Vé số chiều mà em trúng 2 tỷ anh chị không xin một cắt. Trúng thì coi như là trời cho, mà không trúng thì trò chơi. Dạ rồi, em xin nhận tấm lòng của anh chị. Xong chưa? Dạ xong, xong. Còn ai tặng quà vậy mà? Đàn gái ơi. Sao? Dạ. Đàn trai ơi. Dạ không có luôn. Đi đâu đi đâu. Và cùng nhau nhấp chén rượu mừng, dẫu cay dẫu mặn xin đừng quên nhau. Bây giờ biết phải làm sao, sẽ là nghi thức uống rượu cho vui. Hôn đây, hôn đây, hôn đây, hôn đây. Ai, ai, ai. Cô đã. Rồi, vậy là bây giờ không cần phải giấu nữa rồi nha. Năm sau dẫn bạn trai về đây. Con cút của bạn trai mà nó giấu hả? Trời ơi, vậy thì năm sau chắc bạn trai về liền nha.